Theo đó, kỳ họp đã tiến hành giới thiệu nhân sự để Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu Tế Xuân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Mai Xuân Liêm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy thành phố Sầm Sơn. Ông Mai Xuân Liêm 25 tháng 2 năm 1974, dân tộc Mường, quê Buôn Bản Thành Tâm, huyện Thạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn, kỹ sư xây dựng cầu đường, cử nhân Sở Hải tế đối ngoại, thạc sĩ quản trị Sở Hải doanh. Trước khi được bầu Tế Xuân làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Mai Xuân Liêm từng giữ chức trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa. Từ tháng 7 năm 2016 đến nay là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư thị ủy, Thành ủy thành phố Sầm Sơn. Trên cơ sở giới thiệu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Mai Xuân Liêm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ trọng phiếu bầu 80-80 đại biểu có mặt tại kỳ họp.